thực hiện kiểm định khí thải xe máy từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 thế nào? Khi luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ năm 2025, xe máy sẽ phải kiểm định khí thải. Vậy cụ thể thế nào? Hãy cùng theo dõi chi tiết tại video dưới đây. 1. Xe máy phải có giấy chứng nhận đăng kiểm khí thải. Khí thải từ mô tô, xe gắn máy đã và đang là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường trong đô thị. Bộ Giao thông Vận tải trong báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 cũng đã cho thấy phát thải khí thải từ xe cơ giới được nhận định là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường. Tại khoản 1, khoản 2, điều 42 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm định khí thải. Việc kiểm định khí thải thực hiện theo quy định của pháp luật về môi trường được thực hiện tại các cơ sở kiểm định khí thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Căn cứ quy định tại khoản 4, điều 42, luật này cũng quy định việc kiểm định khí thải sẽ được cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định. Kiểm định khí thải nhằm giúp giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng sống cũng như nhận thức của người dân trong việc bảo dưỡng định kỳ phương tiện. 2. Xe máy bắt buộc phải kiểm định khí thải từ năm 2025, phải không? Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, trước mắt sẽ chưa kiểm định đồng loạt tất cả các loại xe máy mà chỉ thực hiện với xe cũ. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết là từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, chưa thực hiện kiểm định khí thải với tất cả xe máy mà sẽ thực hiện theo lộ trình do chính phủ quy định. Mức phí kiểm định hiện Bộ Giao thông Vận tải chưa quy định chi tiết. Tuy nhiên, khi xây dựng dự thảo luật có đề xuất mức phí kiểm định và lệ phí cấp tem kiểm định khí thải dành cho mô tô, xe máy dự kiến khoảng 100 đến 150.000 đồng trên lần trên xe trên 2 năm. Tất cả xe máy thuộc diện kiểm định muốn lưu thông buộc phải có tem kiểm định khí thải do Bộ Giao thông Vận tải cấp. 3. Kiểm định khí thải được thực hiện như thế nào? Theo khoản 4 điều 42 Luật Trật tự Giao thông đường bộ năm 2024 nêu rõ, việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng do đăng kiểm viên của cơ sở đăng kiểm thực hiện và được cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định. Tuy nhiên, hiện nay thì thủ tục cụ thể việc kiểm định chưa được quy định mà sẽ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chi tiết các nội dung. Trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá để cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới. Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo. Kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, chủ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải chấp hành các quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định. Về trách nhiệm của cơ sở đăng kiểm là tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ công, thực hiện kiểm định an toàn, kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được tổ chức, hoạt động theo quy định của chính phủ. Cơ sở đăng kiểm sẽ chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, kiểm định an toàn, kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Từ chối kiểm định phương tiện khi chủ phương tiện chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính. Trên đây là thông tin về vấn đề bắt buộc kiểm định khí thải với các loại xe máy từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 có đúng